Con xin vâng dự điều học là có ý ra sự trộm cắp. Abramacharya Veramani. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự tham gia. Yami. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Meryamachapamadathana Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự ăn sái giờ. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa bậc thơm dồi phấn và đeo tràng hoa Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Badang Samadhiyami Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi Panatipata Veramani Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ sát sanh. Adinnadana Veramani Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ thông dâm Musavada Veramani Sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối Surameraya Machapamadathana Veramani Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Vikalapochana Veramani Sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự ăn sái giờ. Natya Gita Vadita Visukadasana Malagantha Vile Panatharana Mandana Pipusanathana Veramani Sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp Imang Thang Gasamana Gatang Buddha Panyantang Upo Sathang Imancha Rati Imancha Divasang Samadeva Apirakitun Samadhiyami Con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vĩ lai Imani Atha Sikha Badani Uposasi Valasena Iman Charatan Iman Chidevasang Sa Tukang Katawa Apamadena Sama Rakitambang Chư thiện sinh nên thọ trì bát quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên với vui. Ama phân tê dạ xin vâng. Sì lê na su gà tân dân tí, sì lê na phô gà sà bà đà, sì lê na nghiệp bộ tân dân tí, tà sma sì lăng vi sô. Hạ dê, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các anh nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch.
đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng gần tam quy ngũ giới đến hàng ợt tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần lễ bái tam bảo, tụng kinh và thọ trì quy giới đã xong, Vatana xin được nhường lại mic cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh đại ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Sít Quang Nguyệt, Sít Giang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thăm Má Cha Ri. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quá Thanh Á, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Bỏ, mến chào Xích Hoa Nguyệt, mến chào Xích Rạng Đông, mến chào Châu Phan. Kính chào IQ em đó, kính chào chị Sương Mai, kính chào Chít Tá, mến chào Sức Tâm Phương, mến chào Trang Hư, kính chào tôi là Vị nhé. Mến chào Cẩm Vân, và con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa trở lại đạo tràng. Mến chào Không Cho Không Đổi, mến chào Giọt Mưa Cuối Mùa. Kính chào người phương Nam, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng, truyền trao tam quy, bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng, lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì quy giới. Nam mô Bích Tha Giá, dạ kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, dạ con điện thoại cho ngài tự siêu hai lần nhưng mà ngài không có bắt máy, mà con nghĩ hôm nay là ở Việt Nam là ngày 30, 29 tháng thiếu cũng là 30, con thấy hình như là ngài rất là bận rộn với những thời gian ở những chùa dưới đất nên con không có dám điện thoại thêm nữa. Dạ, bây giờ thì xin quý ngài và quý vị cho con một tín hiệu. Con có thể cung thỉnh Pháp Sư trước khi ngài vào, hay là bây giờ để cái băng từng rồi ngài giảng và để cho đạo tràng nghe. Khi nào ngài vào thì chúng con sẽ thỉnh Pháp Sư. Kính mong quý ngài và quý vị trong đạo tràng cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, bây giờ thì phải làm sao Quỳnh Quát Thanh Á, Xích Rạng Đông và dạ, trước nhất là con cung thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính ạ. Con nghĩ sư chắc có thể gặp được ngài và cũng có thể biết cái thông tin từ ngài ạ. Dạ, vậy là không có tín hiệu của sư, chắc là sư cũng bận rồi, không có chức máy luôn. Ồ, xa thủ, vậy thì bây giờ, con đảnh lễ ngài Tệ Siêu.
Còn thỉnh Pháp Sư Giang Tắc, kính mời đạo tràng cùng với Nhục Quỳnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô ta sa phagava tô arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagava tô arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagava tô arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết là mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45, hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay. Giống như tuần rồi, ngài đã cho chúng con biết 10 đề mục bất mỹ Asufa, và nếu con có sai thì ngài chỉ dạy cho con sửa. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, ngài có ngài vào đạo tràng được ổn định năng chưa bạch ngài. Dạ, sa thú. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần định trong thanh tịnh đạo, đó về 10 cái điều mục bất mỹ xuất phát. Mười điều mục bất mỹ đó, tức là niệm về tử thi, nhìn một cái xác chết và đây là một cái xác người, bởi vì chỉ có xác người thì cái vị hành giả mới có cái sự động tâm. Để suy niệm những cái hiện tượng
xảy ra đối với cái xác chết. Xấu xí, không đẹp, đáng ghi tởm. Trong các cái tôn giáo khác không có dạy về những cái điều mục tu tập đối với các vị đạo sĩ xưa nay là những vị ẩn sĩ sống ở rừng. Các vị cũng tu tập về thiền định, nhưng mà các vị chỉ tu tập căn bản trong 10 địa mục bí xứ Kasina mà thôi. Đức Thế Tôn Ngài dạy cho những cái địa mục tu tập để hỗ trợ cho cái tâm định, thì Đức Phật Ngài đã hiểu được cái tâm tánh của chúng sanh. Có chữ chúng sanh nặng về sân, có những chúng sanh nặng về tham, có những chúng sanh nặng về si, có những chúng sanh nặng về đức tin, có những chúng sanh nặng về tầm tư, có những chúng sanh nặng về trí tuệ. Và vì cá tính của chúng sanh có cái sự khác biệt như vậy, cho nên những cái điều mục nào mà có thể làm cho giảm trừ tham, giảm trừ sân, giảm trừ si, giảm trừ tầm tư, thì Đức Phật này đưa vào làm cái điều mục tu tập. Và 10 địa mục ở số phá này á, được Đức Phật Ngài dạy nhiều ở trong Tăng Chi Bộ Kinh hay Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy về kinh tứ niệm xứ, thân quả niệm xứ, thì Ngài cũng có đề cập đến niệm tử thi, cũng được gọi là thân quả niệm xứ. Và những cái pháp mà tu trợ lực giúp cho tâm giải thoát được thuần thục, như Đức Phật đã dạy cho tỳ khưu Mê Giá hoặc là tỳ khưu Ra Hô Lá, thì Ngài cũng có dạy về những cái pháp này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tham khảo về những cái đề mục mà được gọi là đề mục bất mỹ. Đề mục bất mỹ chúng ta nói chung tức là tử thi, nhưng mà vì lấy theo cái hiện tướng thì chúng ta có 10 cái loại tử thi. Tử thi sình trương, tử thi sanh tái,
tử thi bị tràn dịch, tử thi nứt nẻ, tử thi bị gặm xé, tử thi rã rời, tử thi bị phân đoạn, tử thi bê bết máu hay tử thi dồi đục, và tử thi còn là hài cốt. Cứ mỗi một loại tử thi như vậy, cứ bị hành giả tu tập thì vì hành giả phải biết rõ những cái nguyên tắc đi đến nơi có tử thi, nguyên tắc tiếp cận với tử thi, nguyên tắc ghi nhận tướng tử thi, cách niệm tưởng tử thi để khởi lên trì tướng và tự tướng, tức là đưa đến trạng thái cận định. Bây giờ chúng ta nói đến cái nguyên tắc đi đến nơi có tử thi. Hành giả trước khi đi đến nơi cái chỗ tử thi thì phải thông báo cho cái vị trưởng lão có phẩm hạnh và uy tín ở trong vùng ấy biết việc đi hành đề mục của mình, không phải tự tiện đi, đi âm thầm không cho ai hay biết, mà ở trong cái vùng đó có một vị tỳ kheo trưởng lão lớn hạ nhất ở trong nguyên vùng thì phải đến đảnh lễ và thông báo cho vị đó biết. Rồi hành giả phải thu thúc lục căn thanh tịnh, tức là thu thúc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đừng có tò mò để nhìn, hay là đừng có tò mò để nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm, suy nghĩ, nghĩa là phải thu thúc thanh tịnh và phải niệm tưởng đức cao quý của Đức Phật, tức là niệm tưởng về mười cái hồng danh. Đức Thế Tôn là bậc ưng cúng, A La Hán, chánh biên tri, Samma Sambuddho, minh hạnh túc, Vicchacharana Sambandho, thiện thể Sukkato, thế gian giải Lukavidu, vô thượng sĩ Anuttaro, điều ngự trưởng phu Vissadhammasarathi, thì nhân sư Sattha Đề Quẩn Nốt Sa Năng, bậc giác giả Vô Thô, cụ thoại đức giả Phát Khâu Hoa. Khi đi đến đó, đang khi đi phải niệm tưởng đức như vậy, hoặc là đi đến đó trước khi nhìn ngắm tử thi niệm tưởng như thế. Cái sự việc này sẽ giúp cho vị hành giả tâm được vững vững mạnh, can đảm, và nhất là cái sự thu thúc lục căn đó. Nếu mà đi đến đó dòng gặp loài phi nhân thì phi nhân đó cũng không có xâm hại gì thì kheo nó được. Hành giả phải nhớ rõ đường đi lối về, chú ý bên phải bên trái có gì để làm dấu hiệu chỉ đường, không bị lạc lối. Điều này có nghĩa là ngày xưa bên Ấn Độ
Thường thường một cái bãi đất trống, nơi gọi là bãi tha ma, để cho người ta khiêng những cái xác chết bỏ trong rừng á, để cho thú ăn. Và do đó nó không có nằm ở trong cái địa điểm mà có thể dễ dàng có đường lộ quen thuộc. Cho nên khi vị tỳ kheo sống ở rừng ở gần đó, nghe báo có cái tử thi mới được đưa vào trong tha ma, vị tỳ kheo đó đi từ cái chỗ ở của mình đi đến chỗ đó theo con đường nào, quẹo phải quẹo trái, vì đó đều phải ghi nhớ, để khi nhìn tử thi xong rồi quay trở về, chứ không ở lại cái tha ma đó. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái nguyên tắc tiếp cận tử thi. Hành giả đi đến chỗ có tử thi rồi, không nên nhìn xem xác chết trước, tức là đến chỗ có tử thi đó, không nên nhìn liền cái xác chết, mà phải quan sát phương hướng để đứng, không đứng ở đằng đầu, không đứng đằng chân, mà nên đứng ở phía hông tử thi để nhìn. Tức là đứng ở đằng đầu á, thì mình quan sát không rõ toàn thân, đi ở phía chân cũng không đứng rõ toàn thân, mình phải đứng bên hông để nhìn toàn thân theo cái chiều dài của tử thi đó. Đứng khoảng cách với tử thi không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để nhìn thấy, đứng gần quá thì nó có ảnh hưởng đến cái sức khỏe, hoặc là có cái sự cố gì mình tránh đi không kịp. Không đứng quá xa, không đứng quá gần. Khi đứng thì đứng ở trên gió, không đứng ở dưới gió, để không bị mùi hôi của xác chết làm nôn mố, nôn ói, khó chịu. Nên chú ý chung quanh quan cảnh tử thi. Ở chung quanh có vật gì, một tảng đá hay một gò mối hay một tàn cây, để giới hạn cứ một xác chết ở đó. Khi nhớ lại, bởi vì khi mà nhìn cái tử thi rồi đó, vị hành giả sẽ trở về cái trú xứ của mình, vào ở trong cái liêu khóc, đóng cửa lại, cạn lại, nằm ở đó, hướng đầu có cái chỗ bò cao, hướng chân thì có cái bụi rậm vân vân. Thì như vậy khiến cho cái vị hành giả dễ xác định được cái mục tiêu là tử thi. Còn nếu như mà không có nhìn, không có quan sát định, thì khi trở về nhìn chỉ tưởng tượng ra cái tử thi giống như lá, tức là lúc đó chỉ tưởng tượng ra chứ không có xác định được tử thi là thật. Bởi vì cho dù là cảnh pháp, khi nãy đến nhìn mắt thấy, nhưng mà bây giờ về trạng lại
thì cũng trang lại cho nó đúng. Đây là tảng đá, kia là gò mối, xác chết nằm ở khoảng đó, đúng không? Nhớ vậy. Rồi nguyên tắc ghi nhận tướng tử thi là hành giả nên quan sát tử thi ghi nhận theo 6 cách, tức là theo màu sắc của tử thi. Đây là xác của một người da trắng hay da vàng. Thứ hai là theo tướng mạo, chỉ nên ghi nhận đây là xác một người trẻ, một người trung niên, một người già, không nên ghi nhận là xác của người đàn bà hay người đàn ông. Rồi ghi nhận theo hình thức là bất cứ kiểu tử thi nào như xác sình trương, xác xanh tái, hành giả ghi nhận đây là hình thức của cái đầu, đây là hình thức của cái cổ, đây là hình thức cánh tay, là hình thức cái bụng, đây là hình thức cái chân, vân vân. Đó là xác định theo hình thức. Ghi nhận theo phương hướng là hành giả ghi nhận rõ phương hướng ta đang đứng ở hướng này, tử thi nằm ở hướng kia, hoặc định rõ hướng nằm của địa ngục tử thi, phần trên xoay về hướng này, phần dưới xoay về hướng kia. Năm là ghi nhận theo định vị, hành giả định rõ vị trí của tử thi, cái đầu ở chỗ này, cánh tay ở chỗ này, cái chân ở chỗ này. Sáu là ghi nhận theo giới hạn, hành giả ghi nhận thi thể này được giới hạn từ ở dưới gót chân lên tới chấp tóc, được bao bọc bởi da, trong giới hải chất chứa 32 thể trược, giờ đây nó thối rữa. Đó là cách mà chúng ta ghi nhận theo khéo, theo 6 cách ghi nhận cái tử thi. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói, đối với người có sẵn hạt giống Bồ Đề, tức là có cái tâm giác ngộ làm chủng tử đó, có tri kiến thuần thục và ít có quấy phiền não, thì tợ tướng Patipaganimitta xuất hiện cho ngài ngay khi vị ấy nhìn thấy tử thi với tâm khéo tác ý. Hoặc là tợ tướng sẽ khởi lên khi mà vị ấy ghi nhận tướng tử thi theo 6 cách. Nhưng nếu đối với người chưa có sẵn hạt giống thiện hoặc chưa thuần thục, nên ngay cả khi ghi nhận tướng tử thi theo 6 cách vẫn không xuất hiện tợ tướng, nghĩa ấn chứng, thì hãy quan sát theo 5 cách khác nữa, là những khớp xương trên thân thể, những chỗ hở ra trên thân thể, những chỗ lồi trên thân thể, những chỗ lõm trên thân thể. Ghi nhận tổng thể cái tử thi, chỗ nào hiện rõ nhất thì chú ý chỗ đó. Tuy nhiên, một thi thể phụ nữ không thích hợp cho một nam nhân hành giả quan sát, và ngược lại. Một tử thi nam thì không có thích hợp cho hành giả nữ nhân quan sát, vì đối tượng thi thể một người khác phái không làm xuất hiện tợ tướng thiền định, mà chỉ trở thành một cái dịp cho cái sự kích động tà tâm. Bởi thế tướng bất mỹ chỉ nên được quan sát theo 6 cách trước và ở một thi thể của người cùng phái. Bây giờ chúng ta lại nói đến cách niệm tử thi để khởi lên trì tướng và tợ tướng. Đắc định chỉ, tức là đắc thiền, hành giả nên nắm lấy tướng nơi tử thi một cách rõ nét như đã mô tả, chú tâm đến tướng ấy với niệm được an trú.
tướng được ghi định, được định rõ một cách thích đáng bằng cách là lặp đi lặp lại nhiều lần, mở mắt nhìn tướng ấy và nghĩ: ghi tởm là tướng sình trương, ghi tởm là tướng sình trương. Nhắm mắt lại tưởng đến tướng ấy, cứ niệm tưởng như vậy đến trăm lần ngàn lần cho đến khi tướng ấy hiện ra trước mặt, dù cho hành giả mở mắt hay nhắm mắt. Đây là xuất hiện ốc gã ni bất tá trì tướng. Hành giả tiếp tục duy trì với niệm khéo an trú cho đến khi tự tướng Patipha gã ni bất tá khởi lên, hành giả đạt đến khẩn định, rồi tiếp tục kiên trì tu tập tâm như vậy đắc định an chỉ. Nếu hành giả tu tập quán tử thi, hướng tâm đến tuệ quán Vipassana nhãn, tức là chuyển sang cái cách mà thân quán niệm xứ thiền quán, thì sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Tất cả các đề mục bất vĩ đều quán xét và niệm giống như nhau, nhưng mà hãy niệm cái đề mục nào thì nhớ ghi nhận cái đề mục đó. Thí dụ như cái tử thi bị dò đục thì chúng ta thay đổi cách suy tưởng, niệm tưởng ghi gớm thay là tử thi bị dò đục, vân vân. Hoặc là nhìn cái xác sanh tái thì niệm quy ni là căn, quy ni là căn phát thích lu cu lăng, ghê tởm thai là tứ sanh tái, tử thi sanh tái. Cứ như thế đó mà hễ cái tử thi, cái xác mà có cái tướng như thế nào thì ghi nhận bất thi cô lăng ghi tổng thai, bất thi cô lăng ghi tổng thai, cứ nhớ như vậy. Mười điều một bất vĩ này đưa đến an chỉ định sơ thiền thôi, không thể đạt đến thiền cao hơn. Tuy vậy, mười điều một này hành giả thực hành qua pháp thiền quán Vipassana thì sẽ đắc tới quả A-la-hán. Bởi 10 loại đề mục bất vĩ này đều có trạng thái không sạch hôi hám, đáng ghê tởm, và hành giả nhận thức tính chất bất tịnh này xuất hiện không những ở nơi một cái thây chết mà cả nơi một cái xác còn sống. Chính nhờ đó mà tâm hành giả hướng đến nhàm chán, ly tham để chứng đạt quả vị A-la-hán. Đó là chúng ta học về cái cách tu tập đề mục bất vĩ. Qua đây chúng ta thấy rằng là dù chúng ta tu tập đề mục nào thì cũng rất là công phu, nhưng 10 đề mục khai sinh á, 10 điều một bí xứ mà chúng ta đã học trước đây đó: đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, thì cách mà chúng ta lập ra cái thiền án, rồi cái cách mà chúng ta tu tập niệm như thế nào để cho phát sinh ra ấn chứng trì tướng và tự tướng cũng công phu. Mà ngay cả đến nhìn cái tử thi chúng ta cũng phải biết cách để chúng ta tu tập mới có hiệu quả, chứ không phải giống như chúng ta đi đường mà chúng ta gặp một cái xác chết bị xe đụng còn nằm để đó, rồi chúng ta chỉ nhìn thoáng qua một cách
hời hợt hoặc là kinh kinh khiếp, rồi chúng ta ngoảnh mặt đi chỗ khác. Như vậy thì sẽ không bao giờ chúng ta đắc được thiền định hay là đạo quả. Trên đây là cái đề tài hữu ích mà người tu tập, nhất là người nặng về ái, ái luyến cái sắc thân, thì cái đề mục bất mỹ này nó sẽ thích hợp để mà vị hành giả nhàm chán. Bây giờ chúng ta lại bước qua cái đề mục khác, gọi là niệm thân thể trược, Kayagata Siti. Sách Thanh Tịnh Đạo trình bày tiếp theo, tiếp theo 10 đề mục bất mỹ là đến cái đề mục này tùy niệm. Mười đề mục tùy niệm Anusati, trong đó có hai đề mục niệm đưa đến thiền chứng an chỉ định Appana Samadhi. Thì hai cái đề mục ở trong cái pháp tùy niệm đó và đưa đến thiền định đó, một là niệm thân thể trược, hai là niệm về hơi thở. Nhưng ở đây, ở trong Thanh Tịnh Đạo giảng lược thì chúng tôi sắp xếp lại, thay vì ở trong Thanh Tịnh Đạo giờ này là bắt đầu nói đến 10 đề mục tùy niệm, tức là giảng giải về cái đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà chúng tôi ở trong 7, ở trong 6 đề mục tùy niệm đó, với một tưởng, một phân tích, thì chúng tôi lại để phần cuối, bởi vì 10 đề mục kia nó không đắc được thiền. Chúng tôi rút lại, chúng tôi chỉ trình bày những đề mục nào mà đắc được thiền mà thôi, để học trước. Bây giờ sẽ mô tả sự tu tập niệm thân thể trược hay là thân hành niệm. Cái đề mục niệm thân thể trược là một pháp tu chưa hề được công bố trước khi Đức Phật xuất hiện. Ở trong Thanh Tịnh này nói rằng là một pháp tu chưa hề được công bố trước khi Đức Phật xuất hiện, vượt ngoài lĩnh vực của ngoại đạo. Ngoại đạo họ không biết gì về pháp môn này đâu. Một pháp môn này đã được Đức Thế Tôn ca ngợi trong nhiều kinh điển. Do đó chúng ta học về đề mục thiền định, có những đề mục mà chúng ta cần phải hiểu rằng là chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Trong nhiều đoạn kinh Đức Phật này giảng giải: này các tỳ kheo, có một pháp đưa đến, có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ đưa đến cảm hứng lớn, đưa đến lợi ích lớn, đưa đến an ổn khổ ách, đưa đến niềm tỉnh giác, đưa đến tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát và thánh quả,
Một pháp đó là thế nào? Đó là thân hành niệm. Cái này là ở trong Tăng Chiêu Kinh quyển 1 trang 67. Như vậy thì trong đoạn kinh này ít ra thì cũng có bảy đoạn kinh mà Đức Phật Ngài nhắc đến. Ở đây chúng ta chỉ ghi tóm tắt, và toàn bộ phẩm thân hành niệm Cai Cata Xích Quắc Vô gồm 70 đoạn kinh. Cái pháp môn niệm thân thể trược được nhắc đến là công án tu tập đưa đến nhiều kết quả tốt đẹp. Thì bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của cái đề mục hay là cái pháp môn thân niệm là gì. Ở đây thân niệm, thân hành niệm là suy gẫm về 32 thể trược trong thân này. Trong thân này có 32 thể trược là tóc, kê sa, lông, lô ma, móng, nạc kha, răng, đanh ta, da, tác chô, thịt, măng xăng, gân, na ha ru, xương, a thi, tủy, a thi minh chăng, thận, quắc căn, tim, hát đi dân, gan, dân na căn, quỳnh cách mô, kilo ma căn, dạ dày, bi ha căn, phổi, bạc pha xăng, ruột già, an tăng, ruột non, an ta gu năng, thức ăn mới, u đê đi dân, phẫn, cơ ri xăng, ốc, mát thanh lung găng, mật, bí tâm, đàm, xem hăng, mũ búp bô, máu lô hy tăng, mồ hôi si đô, mỡ mi đô, nước mắt á xúc, dầu da quát xa, nước miếng là khi lô, nước mũi sinkanika, nước nhờn lasika, nước tiểu mút tăng. Hành giả tu tập niệm thân thể trược này trước hết phải học thuộc theo bảy cách. Đọc lào tên gọi của 32 thể như khi nãy chúng tôi vừa đọc đó. Nhẩm đọc tên gọi của 32 thể trược, biết rõ màu sắc của 32 thể, biết rõ hình dáng của 32 thể, biết rõ phương hướng của 32 thể, biết rõ vị trí của 32 thể, biết rõ giới hạn của 32 thể. Như vậy thì chúng ta có 7 cách mà chúng ta phải học thông thạo. Không phải là chuyện dễ thưa quý vị. Chúng ta được cái may mắn đó, tức là Ngài Bồ Tát Vô Xá trong thanh tịnh đạo, Ngài là một vị đa văn, lại là một người một có cái khuynh hướng tu tập vững chắc, cho nên vị đó đã giải thích cho chúng ta rất rõ những cái pháp tu tập. Bây giờ cái điều thứ nhất là chúng ta học lào tên gọi 32 thể trược. Dù hành giả có là Tam Tạng Pháp Sư chăng nữa thì việc học và đọc thuộc lào từ ngữ là cần thiết để bắt đầu chú ý đến đề mục. Nhờ cách này mà đề mục trở thành rõ rệt cho vẻ, đọc xuôi đọc ngược cho trôi chảy,
không có nhầm lẫn. Cái phương pháp học thuộc lòng đó thưa quý vị, thời buổi bây giờ người ta, các vị mà tu tập, các vị tu sĩ, họ cứ nghĩ họ giống như là nghiên cứu à. Khi mà chúng tôi dạy ở trường, chúng tôi cũng hay nhắc nhở cái chỗ này, có khi phải vỡ trách các vị là không dạy thuộc lòng, cứ nghĩ rằng là có cái gì thì cho biết cái link, tức là cái đường dẫn, cái địa chỉ ở trên trang web, lên trang web mà coi thấy hết. Nhưng mà tôi nói rằng là nếu mà các vị cứ ý đại như vậy đó, là không bao giờ các vị thuộc lòng kinh điển được. Tức là có những trường hợp họ không thuộc lòng, vì hành giả mà tu tập 32 niệm 32 thể trường đó, đi đến chỗ thanh vắng ngồi mà suy niệm, ở đâu có đem theo cái laptop, hay là đem theo cái iPhone, cái cell phone, hay là đem theo viễn kinh để ngồi dở ra mà nhẩm đọc, phải học thuộc lòng thôi. Phải chia thành 6 nhóm thể trường. Sáu nhóm trong đó, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 thì có 5 món, 5 món thể trường. Nhưng mà nhóm thứ 5, nhóm thứ 6 thì mỗi nhóm có đến 6 món. Chúng ta phải phân ra, thí dụ như nhóm 1, nhóm 1 thì có 5 tấc lâm móng răng già, hành giả độc thuộc và thuộc học thuộc cái đó đi, rồi bắt đầu đọc xuôi tóc lông bóng răng da, rồi đọc ngược da răng bóng lông tóc, cứ đọc xuôi đọc ngược, đọc xuôi đọc ngược cho nó thuần. Còn ở nhóm 2 có 5 thể thịt gân xương tủy thận, hành giả học thuộc lòng. Đọc bằng tiếng Bali cũng được, mà đọc bằng tiếng Việt cũng được. Nếu chúng ta không có thuộc lòng tiếng Bali, chúng ta đọc tiếng Việt. Đọc xuôi thịt gân xương tủy thận, rồi đọc ngược là thận tủy xương gân thịt. Nhóm 3 có 5 thể là tim gan hoành cách mô dạ dày phổi, đọc xuôi và đọc ngược. Mai mốt chúng ta in ra cái quyển giảng lược thanh tịnh đạo, những người có hữu duyên thì đến chúng tôi sẽ tặng cho quyển, về chúng ta lấy đó làm cái sách gối đầu hay kim chỉ nam, để chúng ta coi theo đó ta học. Thì nhóm 4 có 5 thể là ruột già ruột non, thức ăn mới phẫn ốc, hành giả cứ học thuộc, đọc xuôi đọc ngược chẳng quen. Còn cái nhóm thứ 5 có 6 thể mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ, học thuộc lòng cái đó đi. Viết tăng xem hăng búp lô búp bô lô tăng xì đô vi đô. Nếu học thuộc lòng 32 thể trược, ngày nào đi được lại thì riêng cũng sẽ quen. Còn cái nhóm thứ 6 đó thì có 6 thể là nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu. Nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu, đọc thuộc lòng và học, đọc xuôi đọc ngược.
Hành giả phải đọc thành tiếng, đọc ra tiếng và thuộc lòng theo cách sư ngược như cả trăm lần cả ngàn lần cho quen thì một tâm không bị tán loạn. Cái này thì hơi công phu chút thú vị. Các đề mục khác chúng ta chỉ nhìn và chúng ta ghi nhận thôi. Còn đối với đề mục thể trược thì Ngài Bố Tát Khô Xá Ngài chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp. Nó hơi công phu chút. Lúc ban đầu khoan đã, chúng ta đừng có nôn nóng là tại sao mà không có vô cho tu tập quán sát gì cả, mà cứ đọc xuôi, đọc thuộc lòng, đọc xuôi, đọc ngược. Đi tới đi lui cứ tóc lầm bóng răng da, da lầm bóng lầm tóc. Kê sa lơ ba nạc khá đánh ta tạch chô. Cứ đọc như thế đó, khi mà nó đã nhuần nhuyễn rồi đó thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng để những cái bước kế tiếp mà chúng ta tu tập không có khó. Còn hãy lúc đó ban đầu mà chúng ta hơi lười thì sau đó chúng ta lại khó. Bây giờ một là chúng ta chấp nhận là buổi đầu khó để sau nó dễ. Còn nếu như buổi đầu chúng ta muốn cho dễ thì sau chúng ta bị khó. Hôm nay chúng ta chỉ học tới đây. Ở trong thông bảy cách phải thông thạo đó thì chúng ta chỉ học một cách, còn sáu cách còn lại tuần sau chúng ta sẽ học. Ở đây các vị ghi cái đề tài như thế này nè: thông thạo bảy cách niệm thể trược. Chúng ta cứ lấy cái đề tài đó, thông thạo bảy cách niệm thể trược, thì trong bảy cách chúng ta mới học có một, học một thôi, còn sáu cách nữa từ sau chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta hưởng phước và nghỉ. Xin thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho chư rừng. Kính chúc chư tùng đức được an lạc. Kính chúc quý vị Phật tử chúng ta tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nu pavena sada swati phavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata.